10 chặng, ngoài ra thì cũng còn 2 chặng. Đi cái này đánh đấm này, tôi thấy tôi đánh như vậy mà nó không có trúng, mà đánh to như thế thì có thể vấn đề. Thế hôm nào cũng đi, hôm nào cũng đi thì bỏ 3.000 mấy nghìn đó. 3.000 chỉ vậy thì to. Chơi đấy, tôi có nói chuyện kiểu hai người nó để vào để bên kia.